Chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Là lần đầu tiên tham dự thảm đỏ cast, thế nhưng mà nữ hoàng nội y Ngọc Trinh đã vấp phải rất nhiều những tranh cãi khi mà sử dụng trang phục hở hang nhức mắt, khoe thân quá đà. Hãy cùng SNews tìm hiểu nhé. Việc người đẹp Ngọc Trinh bất ngờ xuất hiện trên thảm đỏ Cannes năm 2019 tại Pháp đã khiến rất nhiều khán giả bất ngờ. Dù không công khai rầm rộ, thế nhưng mà sự xuất hiện của cô trên thảm đỏ liên hoan phim Cannes năm 2019 với bộ trang phục hở hang, kiệm vải, khoe cả ba vòng lưng trần trước đám đông đang trở thành chủ đề bàn luận của cộng đồng mạng. Cập nhật từ hậu trường liên hoan phim Cannes, sự xuất hiện nóng bỏng của Ngọc Trinh đã khiến toàn bộ quan khách và mọi người có mặt tại đây dành sự quan tâm lớn khi diện trang phục được cắt xẻ vô cùng táo bạo, mặc như không mặc. Có thể nói đã lâu lắm rồi khán giả mới thấy nữ hoàng nội y chơi trội như vậy, nhất là ở thảm đỏ sự kiện lớn quốc tế. Không chỉ mặc bộ cánh gây tranh cãi, cô còn vô tư tạo dáng đầy sexy trong sự kiện. Vốn là một người đẹp thường xuyên khiến dân mạng phải đốt mắt với những bộ trang phục khoe thân táo bạo, nữ hoàng nội y đã chọn một bộ váy thậm chí không có tác dụng che chắn những phần nhạy cảm trên cơ thể trong lần xuất hiện này. Cô bước trên thảm đỏ với ông bầu Vũ Khắc Tiệp cùng hình ảnh hở hang nhức mắt bị khán giả chê không phù hợp. Sau khi đăng tải bức ảnh lên tài khoản cá nhân, Ngọc Trinh ngay lập tức đã nhận được những bình luận trái chiều của dư luận. Tài khoản QA nhận xét, mặc vậy mà mặc được. Bạn LL thì nhận định, trông phản cảm quá chị ơi. Tài khoản PK thì cho rằng, như trình diễn nội y. Đặc biệt, một khán giả yêu thích Ngọc Trinh đánh giá, mặc vậy hơi lố chị ạ. Mặc dù em cũng rất thích chị, body chị rất đẹp nhưng không thích chị mặc kiểu này. Được biết rằng chỉ sau 30 phút chia sẻ, hình ảnh của Ngọc Trinh đã thu hút được 13.000 lượt yêu thích nhưng nhận được không ít những bình luận chê bai. Còn các bạn thấy sao về sự xuất hiện của Ngọc Trinh tại sự kiện quốc tế lần này? Đừng quên để lại comment bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày.